nhá, mình đang đứng ở con đường bộ ven biển. Thì đây là một cái con đường mà cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Thì tuyến đường này nối dài từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Và đoạn này tôi đang đứng là đoạn bắt đầu của địa phận Hải Phòng, cái giai đoạn 1 của cái dự án xây dựng cái tuyến đường ven biển này. Thì đây là đang là khu vực Đồ Sơn. Thì các bạn có thể nhìn thấy xung quanh phía đằng sau tôi ấy, thì đã được rải nhựa asphalt rồi. Thì hôm nay kênh Trên Hải Phòng sẽ cùng với các bạn review và update cái tiến độ thi công của con đường này nhé. Và chúng ta hãy tìm hiểu xem là con đường này nó ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng, cũng như là giá bất động sản ở khu vực xung quanh này nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng bay lên nhá. Nào, các bạn có thể nhìn thấy là cái đoạn đường này thì đã được trải nhựa asphalt rất là đẹp rồi. Tuy nhiên thì tuyến đường này thì gần như là vẫn chưa có dân cư đi lại, vì vẫn đang trong cái quá trình thi công, nên các cái tuyến đường nhánh chạy ngang chạy dọc thì vẫn chưa được kết nối một cách thoải mái để cho dân cư đi. Nên các bạn có thể nhìn thấy là đường rất là vắng, đúng không? Đấy. Thì nói chung là cái tuyến đường này là một trong những cái tuyến đường cao tốc mà có cái tầm quan trọng với các tỉnh ven biển duyên hải phía Bắc, duyên hải Bắc Bộ ấy. Và nó chạy từ Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình. Thì theo thiết kế ấy, thì cao tốc cái đường bộ ven biển Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh này được quy hoạch 6 làn xe. Đấy. Và nó được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là cao tốc Hạ Long, Hải Phòng được khởi công vào 13 tháng 9 năm 2014. Tổng chiều dài của cao tốc Hạ Long, Hải Phòng là hơn 25 km với 4 làn xe và bề rộng lên đến 25,5 m. Tuyến cao tốc này đã đưa vào hoạt động vào ngày 1 tháng 9 năm 2018 rồi. Còn giai đoạn 2 chính là cái giai đoạn mà chúng ta đang xem trên màn hình đây, chính là giai đoạn Hải Phòng Thái Bình được khởi công xây dựng vào ngày 13 tháng 5 năm 2017. Đoạn cao tốc này thì có chiều dài là 35,5 km với 4 làn xe và được đầu tư theo hình thức là BOT. Đó. Còn giai đoạn 3 thì sẽ là cái đoạn Thái Bình Ninh Bình các bạn ạ. Thưa các bạn, đây là cái bình đồ hướng tuyến của cái dự án đường bộ ven biển này trong cái giai đoạn 1 từ địa bàn thành phố Hải Phòng đến tỉnh Thái Bình. Thì tổng chiều dài tuyến là 29,74 km, trong đó thì đoạn đi qua địa bàn thành phố Hải Phòng là 20,2 km và đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình là 9,54 km. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy cái điểm đầu của dự án đây, thì nó bắt đầu từ cái giao với lại đường 353, nó thuộc phường Minh Đức, quận Đồ Sơn. Và từ đoạn này này, đoạn đầu dự án này, đến cái đoạn cầu Lạch Họng này của xã Tú Sơn, Đại Hợp, Đoàn Xá, Kiến Thụy đây, thì nó rơi vào khoảng 2,9 km. Còn từ cái cầu Lạch Họng này đến xã Đoàn Xá và là cái chân cầu Văn Úc này, thì có chiều dài là 6 km, 6 km nhá. Vậy thì tổng cái đoạn chiều dài từ đường 353 này đến Đoàn Xá này là rơi vào khoảng tầm 9 km, 9 km các bạn nhé. Thì nó sẽ đi qua phường Minh Đức, Đồ Sơn này, xã Tú Sơn này, Đại Hợp và Đoàn Xá. Và đến xã Đoàn Xá này là một trong những cái địa điểm trung tâm và là điểm đến của các nhà đầu tư bất động sản ở trong cái thời gian gần đây. Và trong tương lai ấy, thì tôi đã có một cái video giới thiệu cho các bạn về cái cây cầu Văn Úc này và cái tiềm năng đầu tư bất động sản tại xã Đoàn Xá, thì các bạn vui lòng xem lại cái video trước của kênh nhé. Thì đoạn này là 6 km. Và ở đây thì sẽ có một cái cây cầu Văn Úc với chiều dài là 2.217 m. Thì tôi đã có một cái video chi tiết rồi, thì các bạn vui lòng xem lại cái video về giới thiệu về cái cầu Văn Úc này. Đấy. Tiếp theo thì tuyến đường này sẽ chạy qua huyện Tiên Lãng. Thì toàn bộ cái đoạn này là huyện Tiên Lãng, sang bên qua sông Văn Úc này là huyện Tiên Lãng. Thì có chiều dài khá là dài là 11 km. Đấy, thì chạy qua các cái xã Hùng Thắng, Tiên Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng. Đấy, vì ngay ở chỗ này ấy là Hùng Thắng này, thì có một cái cây cầu gọi cầu DH212. Và ở đây có cái trạm thu phí tuyến nhánh. Đấy, trạm thu phí này, mọi người cứ thắc mắc là cái đường này có trạm thu phí không, thì đây chúng ta thấy là trên cái tuyến đường này có trạm thu phí này. Đây là trạm thu phí tuyến nhánh ở km 13 300. Đó, thì các bạn nhớ nhá, ở khu vực này chắc là khu vực Hùng Thắng đây. Và tiếp tục nó sẽ chạy xuyên qua Tiên Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng và đến đây là cầu Kênh Nam. Cầu Kênh Nam ở đây. Và đây trước khi bắc qua cây cầu Thái Bình có chiều dài là 1.111 m, thì sẽ có trạm thu phí chính ở km thứ 18 600. Đó, đấy, trạm thu phí chính nhá. Rồi từ đây nó sẽ bắc qua Thái Bình và qua cây cầu Chùa Xú.
Đấy, đoạn qua huyện qua Thái Bình ấy thì nó đến cái điểm cuối của dự án là quốc lộ 37 mới đây. Và có cái cây cầu Thụy An nữa thì tổng chiều dài đây là 9,54 km và chạy qua các xã Thụy Tân, Thụy Trường, Thụy An, Thụy Dũng, Thụy Hồng, Thụy Trình và Thụy Liên. Đó thì các bạn có thể nhìn thấy cái bình đồ hướng tuyến như thế này. Thì cái tuyến cao tốc này, cái tuyến đường bộ này là cái dự án nhằm nối các tỉnh ven biển duyên hải Bắc Bộ. Chính vì vậy mà sau khi hoàn thành nó sẽ góp phần rất là lớn vào cái sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của các tỉnh này, đặc biệt là các cái vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải ven biển Bắc Bộ nó sẽ phát triển hơn. Và nhờ có tuyến đường này mà trong tương lai thì tôi nghĩ là du lịch của các tỉnh có cao tốc như Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ phát triển hơn rất nhiều vì giao thông thuận lợi và thời gian di chuyển nhanh hơn. Và chắc chắn là du lịch biển thì sẽ có nhiều bước tiến đáng kể. Đấy, và các bạn nhìn đến trên đoạn này thì đến đoạn này thì mặt đường vẫn chưa được rải nhựa. Và chúng ta thấy có hai cái làn ranh ở giữa đường ấy và vẫn được trải cốt nền. Thì trước đây tuyến đường bộ này thì chưa được mở rộng, thì mới gần đây thì mới được mở rộng thêm thành 24 m. Thì đã tiến hành đổ cốt nền đây và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Cái dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cái thành phố Hải Phòng này và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình ấy, thì được đầu tư theo hình thức là BOT và đã được Ủy ban thành phố Hải Phòng phê duyệt năm 2016. Đấy, vì là BOT nên là chắc chắn là sau khi mà hoàn thành xong thì sẽ có các cái trạm thu phí. Chắc chắn là có trạm thu phí rồi và người dân qua lại, các cái phương tiện qua lại thì phải đóng phí đường bộ. Đấy, thì cái dự án này có tổng chiều dài là 29,7 km. Đấy, và cái điểm nút giao thông tỉnh lộ là 353 và điểm cuối là quốc lộ 37 mới, với cái tổng mức đầu tư lên đến 3.768 tỷ đồng. Trong đó thì vốn nhà nước là 720 tỷ đồng để phục vụ cái công việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Và phần vốn đầu tư xây dựng hơn 3.000 tỷ là do các nhà đầu tư đảm nhiệm, bao gồm vốn chủ sở hữu là 900 tỷ đồng và vốn vay là hơn 2.100 tỷ đồng. Đó, thì đối với cái dự án đầu tư mở rộng cái tuyến đường bộ ven biển qua cái địa bàn thành phố Hải Phòng ấy, từ đường tỉnh lộ 353 đến cầu Thái Bình ấy, thì có quy mô khá là rộng. Đấy, bề rộng lên đến 24,25 và 26,25. Đấy. Dự án thì cũng xây mới thêm một cái đơn nguyên cạnh cầu cũ đối với các cây cầu Lạch Họng, rồi cầu vượt DH22, rồi cầu Kênh Nam. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cầu Lạch Họng đây. Theo như chúng tôi được biết thì tính đến cuối tháng 2 năm 2022 thì ước tính giá trị thực hiện cái dự án này đạt 1.005 trên 3.038 tỷ đồng. Tương đương với đã thực hiện khoảng 33% giá trị hợp đồng BOT. Trong đó thì giá trị xây lắp đạt khoảng 827 trên 2.465 tỷ đồng, tương đương là 34% chi phí xây dựng. Cụ thể thì ở quận Đồ Sơn ấy, thì các nhà thầu đã thi công xử lý đất yếu này, rồi đắp cát nền đường đạt 100% rồi. Thi công cấp phối đá răm loại 2 đạt khoảng 38%, khoảng 1,72 km rồi. Còn tại huyện Kiến Thụy thì các nhà thầu thi công xử lý đất yếu, đắp cát nền đường đạt 45%. Còn tại cái cầu Văn Úc thì đã hoàn thành lắp dầm bản mặt cầu 11 trên 48 nhịp và hợp long cầu chính thức. Cái giá trị thực hiện ước tính đạt khoảng 60%. Còn phía các nhà thầu đang đào khuôn đường tại huyện Tiên Lãng và chuẩn bị huy động công trường tại cầu Thái Bình. Đấy, còn tại huyện Thái Thụy và tỉnh Thái Bình ấy, thì các nhà thầu thi công đã xử lý đất yếu, đắp cát nền đường, rồi thi công cấp phối đá răm loại 2, nói chung là đạt khoảng 55%. Thì có thể khẳng định đây là các cái tuyến giao thông huyết mạch quan trọng liên quan đến cái việc phát triển kết nối vùng. Trong cái quá trình triển khai dự án thì đã có những sự thay đổi về các cái quy định pháp luật dẫn đến các việc dự án bị chậm tiến độ trong nhiều năm vừa qua. Điều này đã gây áp lực về mặt thời gian. Đấy. Dự án thì có đặc thù đi qua 4 huyện trên địa bàn thành phố nên Ủy ban dân thành phố đã yêu cầu các địa phương phải tập trung hết sức cao độ cho việc giải phóng đền bù mặt bằng, rồi bố trí tái định cư cho người dân, những người mà bị ảnh hưởng bởi cái dự án này. Đấy. Bên cạnh đó thì để các cái dự án trên địa bàn thành phố khi mà triển khai giảm bớt các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và tái định cư ấy, thì
Bí thư Hải Phòng đã giao cho các quận huyện để rà soát quỹ đất rồi tổ chức xây dựng các cái khu tái định cư để bố trí cho người dân trong diện di rời của dự án, thay vì mỗi dự án mới được làm lại thì phải triển khai một cái xây dựng cái khu tái định cư. Đấy, ví dụ như là trên cái địa bàn huyện Kiến Thụy ấy thì chỉ có một cái hộ dân phải bố trí tái định cư nhưng mà lại phải chờ xây dựng các khu dự án tái định cư nữa. Đó. Theo như kênh trên được biết, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Hải Phòng đã đưa ra và cam kết thực hiện, thì theo đó thì trước Tết Nguyên đán năm 2023 thì phải hoàn thành đoạn tuyến từ quận Đồ Sơn đến đường 212 huyện Tiên Lãng, và đến dịp 30 tháng 4 năm 2023 thì sẽ hoàn thành tuyến nối từ Hải Phòng đến Thái Bình các bạn ạ. Đó, thì đấy là những cái mà ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Hải Phòng đưa ra và cam kết thực hiện. Còn trên màn hình các bạn đang nhìn thấy thì các cái tuyến đường thì cũng đang gấp rút được triển khai rồi. Và các bạn thấy là cái tuyến đường này gần như là chạy qua toàn bộ những cái khu vực cánh đồng. Tuy nhiên thì những cái dự án mà xung quanh cái khu vực tuyến đường bộ ven biển này thì cũng ăn theo rất nhiều những dự án liên quan đến khu công nghiệp, rồi khu cảng biển logistics. Đặc biệt là khi mà cái tuyến đường bộ ven biển này chạy qua các cái địa bàn trên thành phố Hải Phòng, ví dụ như là các cái quận huyện của Kiến Thụy, Đồ Sơn, thì đã khiến cho giá bất động sản ở khu vực này tăng lên một cách nhanh chóng. Cùng theo đó là nó tạo dựng ra một cái cơ sở tầng để phục vụ các cái khu công nghiệp, đặc biệt là khu vực Đoàn Xá, Tú Sơn, Đại Hợp. Thì cái con đường bộ ven biển này nó đã tạo ra một cái nền tảng về giao thông để giúp cho các cái khu công nghiệp và khu logistics cũng như là cảng Nam Đồ Sơn. Đấy, cảng Nam Đồ Sơn sẽ phát triển một cách nhanh hơn. Thì chính vì vậy mà các cái bất động sản ở khu vực đường bộ ven biển này như là Minh Đức này, Tú Sơn này, Đại Hợp và đặc biệt là Đoàn Xá đã tăng lên một cách nhanh chóng. Tất nhiên thì khi mà con đường này còn chưa được hoàn thành thì giá nó vẫn còn rất là tốt cho các nhà đầu tư. Nếu mà mọi người muốn đầu tư tại các khu vực này thì mọi người có thể liên hệ với kênh trên Hải Phòng, thì chúng tôi có những cái bản quy hoạch về khu vực Kiến Thụy, Đoàn Xá, đặc biệt là cái khu vực ven cầu Văn Úc ấy, thì sẽ có những cái quy hoạch về cảng Nam Đồ Sơn, rồi khu công nghiệp logistics. Đấy, rồi đặc biệt là Vingroup cũng đã xin khảo sát tại khu vực Đoàn Xá này để xây dựng các cái khu cảng biển, rồi cảng logistics cũng như là trung tâm thương mại dịch vụ. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về giá trị bất động sản tại khu vực này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp để kênh trên Hải Phòng có thể gửi cho các bạn những thông tin cũng như là quy hoạch về Kiến Thụy. Đấy. Còn trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đây chính là cái khu vực của cầu Văn Úc ở xã Đoàn Xá. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy cây cầu Văn Úc này thì đã được lắp đặt các cái bản mặt cầu rồi một số các cái dầm rồi. Tuy nhiên thì do cái tiến độ thi công bị chậm trễ nên là trong gần một năm vừa qua thì cầu Văn Úc cũng đã dậm chân tại chỗ rồi. Tuy nhiên thì gần đây thì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố Hải Phòng thì các cái nhà thầu thi công đã quay trở lại làm việc và tích cực nhanh chóng để cố gắng thực hiện đến, như là tôi đã nói, là đến cuối năm 2022 thì có thể thông được cái cầu này. Có thể mùng 2/9 thì chúng ta có thể thông cái cầu này. Khi mà cái bản mặt đường bộ ven biển ấy lên đến 24m, trong khi đó thì cái mặt cầu này chỉ có 12m thôi, thì cảm giác là cái cầu này nó rất là bé so với cái độ cao khoảng thông thuyền của cái cầu Văn Úc này. Đấy, sở dĩ thì cái cầu này nó có cái khoảng thông thuyền rất là cao bởi vì sau này toàn bộ cái khu vực ven sông Văn Úc này đến cái xã Đoàn Xá này, rồi Đại Hợp, rồi Bằng La, Đồ Sơn thì sẽ trở thành cảng nội địa và phát triển thành một cái khu cảng cũng chắc cũng sẽ khá là sầm uất. Nên cái việc mà để cái cây cầu Văn Úc này khá là cao như này để giúp cho các cái tàu thuyền lưu thông ở bên dưới dòng sông sẽ thuận tiện hơn, và toàn bộ khu vực này sẽ trở thành một trong những cái khu vực phát triển cảng biển logistics. Chính vì vậy mà khu vực Đoàn Xá sẽ là một cái trung tâm mới phát triển công nghiệp rồi logistics của cái khu vực phía nam thành phố Hải Phòng này. Đấy, và các bạn nhìn thấy trên màn hình đây chính là ngã tư giao cắt giữa đường bộ ven biển và đường 404, cái trục đường chính của xã Đoàn Xá.
thì giá bất động sản đây cũng khá là cao rồi. Tại thời điểm chúng tôi quay thì cái mặt đường khu vực này thì đã lên đến khoảng tầm 27-30 triệu rồi. Còn các cái đường nhánh ở bên trong các cái khu vực Đông Xá, Đoàn Xá thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 12-14-15, có chỗ lên đến 17, những cái mặt đường khá là to rồi. Tuy nhiên thì với cái tiềm năng phát triển của xã Đoàn Xá khi mà có con đường bộ ven biển chạy qua, cũng như là cầu Văn Úc nối liền sang bên Vinh Quang của Thái Bình, thì chắc chắn rằng khu vực Đoàn Xá này sẽ trở thành một cái trung tâm phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là dân cư ở khu vực xã Đoàn Xá này rất là giàu. Các bạn có thể nhìn trên màn hình thì nhìn nhà cửa rất là hoành tráng, toàn biệt thự villa thôi. Vì sở dĩ khu vực này ngày trước rất là nghèo, nhưng mà vượt biên đi rồi con cái lấy chồng ở nước ngoài Đài Loan, Hàn Quốc đã gửi tiền về để xây dựng quê hương, nên mọi người nhìn thấy là rất là đặc biệt, đúng không? Đó. Còn quay lại cái tuyến đường bộ ven biển này thì chúng ta thấy là trên màn hình các bạn thấy là xe cộ, xe tải, xe vận chuyển thì vẫn đang tích cực để san lớp mặt bằng rồi giải cốt nền, và hy vọng là trong thời gian nhanh chóng với cái sự chỉ đạo quyết liệt cũng như là cái nguồn vốn sẵn sàng của thành phố cũng như là các nhà thầu thì cái tuyến đường này sẽ nhanh chóng để mà hoàn thiện đúng cái tiến độ thi công để giúp cho cái tình hình phát triển của khu vực phía Nam thành phố Hải Phòng này được diễn ra một cách nhanh chóng. Đó. Thì đến đây thì kênh Xin Hải Phòng xin kết thúc cái video giới thiệu cho các bạn về cái tuyến đường bộ ven biển này. Nó khá là quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng nói riêng cũng như là các tỉnh ven biển Bắc Bộ nói chung. Và nếu các bạn muốn chúng tôi quay thêm những cái địa danh nào của thành phố Hải Phòng thì các bạn hãy comment và đừng quên like và subscribe kênh trên Hải Phòng nhé. Nếu các bạn quan tâm đến bất động sản của khu vực Thái Bình, khu vực Kiến Thụy, Đoàn Xá, Tú Sơn, Đại Hợp hay là Đồ Sơn thì các bạn hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có những cái bản quy hoạch của khu vực Kiến Thụy để gửi cho các bạn tham khảo nếu các bạn là các nhà đầu tư bất động sản. Ok, và đến đây thì xin kết thúc cái video này. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và đầu tư thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các